Cô xin chào các em. Thế là một học kỳ đã trôi qua và một học kỳ mới lại bắt đầu. Thì hôm nay các em sẽ bước vào bài đầu tiên trong chương trình của học kỳ 2 với chủ đề 5 kiểm soát chi tiêu tiết 1. Trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hai nội dung chính như sau. Nội dung đầu tiên đó chính là nhiệm vụ 1, xác định các khoản tiền của em. Nhiệm vụ thứ hai đó chính là chỉ ra lý do lựa chọn ưu tiên cho các khoản chi. Đầu tiên các em sẽ đi vào nhiệm vụ 1, xác định các khoản tiền của em. Các em có thể quan sát trong sách giáo khoa và cho cô biết các em có những khoản tiền giống của bạn hay không. Đầu tiên, khoản tiền bạn có đó chính là tiền mừng tuổi. Thứ hai là tiền người thân cho. Thứ ba là tiền thưởng. Thứ tư là tiền tiêu vặt. Vậy em có những khoản tiền nào và có giống bạn không? Thông thường ở độ tuổi các em sẽ có những khoản tiền giống như bạn. Vì sao? Thứ nhất, đối với tiền mừng tuổi, ở đây là các em có thể nhận được vào những lúc, những dịp sinh nhật mình. Các em sẽ được ba mẹ, người thân, cô dì, chú bác hay anh chị của mình lì xì cho mình những khoản tiền hoặc những món quà. Thứ hai, tiền người thân cho là khi các người thân như là ông bà, cô dì, chú bác qua nhà mình đến chơi hoặc khi các em có về quê thăm ông bà thì các em sẽ được những người thân của chúng ta cho chúng ta những khoản tiền để cho chúng ta có thể mua bánh, mua kẹo, mua những đồ mà chúng ta thích. Còn đối với tiền thưởng ở đây có thể là khi mà chúng ta học giỏi, các em sẽ được những khoản tiền thưởng từ nhà trường thưởng hoặc từ bố mẹ của mình thưởng cho các em. Còn đối với tiền tiêu vặt thì các em cũng sẽ được chính bố mẹ của mình hoặc anh chị của mình cho mình. Tiền tiêu vặt này các em có thể sử dụng cho mục đích cá nhân như là ăn uống hoặc đi chơi hoặc mua những trang phục, những đồ dùng mà mình yêu thích. Vậy sau khi có được các khoản thu nhập nói trên thì em sẽ sử dụng những khoản tiền đó để làm những công việc gì? Thì tùy theo nhu cầu chi tiêu của mỗi người thì các em sẽ có những mong muốn và những đồ dùng mình mua khác nhau. Thì ở lứa tuổi các em thông thường các em sẽ sử dụng những khoản chi đó vào những mục đích như sau. Các em sẽ dùng tiền để mua các đồ dùng học tập. Đồ dùng học tập ở đây có thể là những tài liệu tham khảo trong quá trình mình học tập hoặc những báo chí hoặc những cuốn truyện tranh để giúp mình thư giãn, giải trí, hoặc những cuốn sổ dễ thương để các em có thể ghi chép những lời dặn của giáo viên, hoặc những cây bút xinh xắn, vân vân. Tùy theo nhu cầu khác nhau của mọi người mà các em mua những đồ dùng học tập khác nhau. Ngoài việc chúng ta sử dụng tiền trong việc mục đích mua đồ dùng học tập ra, thì các em phần lớn sẽ dùng tiền trong mục đích là ăn uống. Ăn uống ở đây có thể là chúng ta dùng trong mục đích ăn sáng, ăn xế, ăn chiều, ăn tối, ăn trưa, vân vân. Hoặc thậm chí các em có thể sử dụng những khoản tiền đó chi cho mục đích ăn uống chung với bạn bè trong những cuộc mình đi chơi với nhau. Ngoài các khoản chi trên, thì trong các phong trào phát động trong nhà trường để giúp đỡ các bạn nghèo hoặc những bạn cơ nhỡ hoặc những miền lũ lụt như miền Trung thì một số bạn cũng sẽ sử dụng số tiền mình có được để quyên góp một phần nào đó để giúp các bạn khó khăn vượt qua. Cuối cùng thì sẽ có một số bạn sẽ sử dụng những tiền đó để mua cho mình những đồ dùng cần thiết đối với bạn như là khi mà chúng ta sắp đến một sinh nhật của bạn mình nhưng mà chúng ta không có đồ đẹp hoặc những đồ chúng ta mặc đã bị trượt rồi thì các em sẽ sử dụng tiền đó vào mục đích mua trang phục của mình để có một trang phục phù hợp với việc đi dự tiệc của bạn mình. Hoặc khi mà bút chúng ta hư rồi, chúng ta có thể dùng trong mục đích mua những cái đồ dùng đó.
Hoặc chúng ta có thể mua những đồ dùng mà chúng ta sử dụng trong việc vệ sinh cá nhân, hoặc mua trong những việc mà chúng ta sử dụng trong việc làm đẹp cho chính bản thân mình, vân vân. Do đó, tùy theo mục đích của cá nhân thì chúng ta sẽ có những khoản tiền để chi khác nhau. Ngoài các nguồn thu nhập mà chúng ta nói trên, thì theo em, ở độ tuổi các em, những công việc nào mà các em có thể làm để kiếm thêm được thu nhập? Thì đối với độ tuổi các em thì các em có thể phụ giúp gia đình trong các công việc làm như là chúng ta có thể phụ trồng rau, trồng hoa, trồng cây. Đối với những bạn mà có sân vườn hoặc những bạn ở vùng quê thì các em có thể chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm. Sau đó các em sẽ bán để lấy tiền. Còn đối với những gia đình theo thuộc dạng thủ công mỹ nghệ thì trong những thời gian rảnh rỗi thì các em cũng có thể phụ giúp gia đình để làm một số sản phẩm thủ công. Ngoài ra thì trong việc học tập thì các em phải phấn đấu để học tập đạt kết quả tốt, thì các em cũng sẽ có các học bổng, có tiền thưởng từ những học bổng của nhà nước tài trợ hoặc từ những tiền thưởng do trường tài trợ cho chúng ta, phát thưởng cho chúng ta vào những dịp cuối năm học. Em hãy cho cô biết em sẽ có cảm xúc như thế nào khi mà có thêm nguồn thu nhập từ chính sức lao động của mình, làm ra những việc làm cụ thể. Thông thường khi mà chúng ta có thể tự kiếm được nguồn thu nhập từ chính sức lao động của mình, các em sẽ cảm giác rất là vui, hạnh phúc và phấn khởi. Ngoài những cái cảm xúc đó ra thì các em sẽ biết trân trọng, đáng quý cái đồng tiền mà chúng ta tạo ra. Từ đó thì các em sẽ sử dụng đồng tiền của mình kiếm ra vào những mục đích chính đáng và sẽ có những khoản chi, những khoản suy nghĩ tiết kiệm hơn. Sau khi mà chúng ta đã xác định được các khoản tiền của em ở nhiệm vụ 1 thì sau đây các em sẽ đi vào nhiệm vụ thứ hai, đó chính là chỉ ra những lý do xác định khoản chi tiêu ưu tiên của em. Các em có thể quan sát hình trong sách giáo khoa trang số 41. Và cho cô biết, theo em thì các bạn đã đưa ra những lý do nào để xác định khoản chi tiêu ưu tiên của mình? Như trên hình các em có thể thấy, bạn nữ đầu tiên, bạn nữ sẽ ưu tiên cho việc mua những đồ dùng học tập như là bút, máy tính hoặc sách vở vân vân. Còn đối với bạn nam đầu tiên, bạn nam sẽ ưu tiên cho những sở thích cá nhân của mình. Sở thích cá nhân ở đây có thể là đọc sách hoặc nghe nhạc hoặc chụp hình vân vân. Còn đối với bạn nữ thứ hai thì bạn nữ ưu tiên cho việc mua đồ giảm giá. Mua đồ giảm giá ở đây các em có thể thấy như là chúng ta có thể tiết kiệm hoặc chúng ta có thể mua những đồ đang sale, đang giảm ở ngoài thị trường như là tập sách, trang phục, đồ chơi vân vân. Còn đối với bạn nam thứ hai thì bạn nam sẽ ưu tiên cho việc ăn uống. Vì theo như bạn thì việc ăn uống là việc giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Sức khỏe là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta cần ưu tiên. Dựa vào các mục đích ưu tiên của các bạn vừa nêu trên, thì các em hãy sắp xếp cho cô các ưu tiên theo một trật tự hợp lý nhất. Đầu tiên, khi mà chúng ta ưu tiên cho các dụng cụ học tập, vì đây để giúp chúng ta phát triển được bản thân và tạo điều kiện cho chúng ta học tập tốt hơn. Còn khi mà chúng ta ưu tiên cho sở thích, thì đây là giúp chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn và tạo động lực cho bản thân. Khi mà chúng ta ưu tiên cho các mặt hàng giảm giá, thì đây sẽ giúp chúng ta mua được nhiều hàng hóa hơn với số tiền mà chúng ta có giới hạn. Ngoài ra còn giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được tiền. Còn đối với việc mà chúng ta ưu tiên cho vấn đề ăn uống, thì đây là một nhu cầu cần thiết để đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta được phát triển một cách tốt hơn. Thì dựa vào mục đích của các ưu tiên cô vừa nêu, thì các em hãy sắp xếp theo một trình tự mà các em cho là hợp lý nhất.
Như chúng ta đã tìm hiểu ở phần trên, thì mọi người đều có cách xác định ưu tiên chi tiêu khác nhau, miễn sao phù hợp với bản thân là được. Ưu tiên khoản chi của mỗi chúng ta cũng không cố định mà sẽ luôn luôn được điều chỉnh theo nhu cầu của cá nhân. Tuy nhiên, khi mà chúng ta sử dụng chi tiêu thì các em cần cân nhắc thật kỹ trước khi mà chúng ta muốn chi tiêu một vấn đề gì đó. Sau đây là cách sắp xếp các thứ tự ưu tiên theo ba cách cô vừa nêu thì các em có thể tham khảo. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ ưu tiên cho việc ăn uống, sau đó sẽ ưu tiên cho vấn đề học tập, kế tiếp là ưu tiên cho vấn đề sở thích, cuối cùng chúng ta mới ưu tiên cho các mặt hàng giảm giá. Đối với cách thứ hai thì các em sẽ ưu tiên cho vấn đề sở thích trước, sau đó các em sẽ ưu tiên trên vấn đề ăn uống, kế tiếp các em sẽ ưu tiên cho vấn đề học tập và cuối cùng các em sẽ ưu tiên cho các mặt hàng giảm giá. Đối với cách thứ ba thì các em sẽ ưu tiên cho vấn đề học tập trước, sau đó các em sẽ ưu tiên đến các vấn đề ăn uống, kế tiếp các em sẽ ưu tiên cho các mặt hàng giảm giá và cuối cùng các em mới ưu tiên cho các sở thích cá nhân. Đây là ba cách các em có thể tham khảo về các thứ tự ưu tiên trong vấn đề chi tiêu. Các em có thể lựa chọn những thứ tự ưu tiên nào mà các em cho là hợp với bản thân mình nhất và có thể áp dụng. Hoặc các em cũng có thể tự sắp xếp cho mình các thứ tự ưu tiên khác nhau ngoài ba cách trên. Tóm lại, trong bài học ngày hôm nay, cô muốn nhắn nhủ đến các em. Trong cuộc sống của chúng ta thì cần phải xác định đúng những gì mà mình cần, những gì mà mình muốn, giúp cho các em sẽ quản lý tốt được các chi tiêu sau này và giúp cho các em sẽ tiết kiệm hơn trong cuộc sống. Sau đây là hướng dẫn về nhà dành cho các em. Các em hãy sưu tầm cho cô những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ nói về tính tiết kiệm. Ngoài ra, các em đọc trong sách giáo khoa và chuẩn bị trước cho cô nhiệm vụ 3 và 4. Hẹn gặp lại các em vào tiết sau. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.